Hello, chào mựng các bạn đã đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita và đây là mình đã cập nhật lại những cái bạn đã comment cho mình đưa ra ý kiến về tên của con Spike này. Thì các bạn có thể nhìn vào ảnh này thì mình đã tổng kết và mình thấy rằng là cái tên kỵ sĩ rồng này là trùng khớp bởi hai bạn là bạn Lê Quang và bạn Gia Bảo Dương. Đó, hai bạn đều của mình là kỵ sĩ rồng và cái này có một like thì phiếu bình chọn cho cái này là ba bình chọn là nhiều nhiều nhất nên mình sẽ thay tên con Spike Knight là kỵ sĩ rồng nha. Và cũng có những cái tên rất hay như là chiến sĩ vũ trụ nè. À, rồi đâu nữa, kỵ sĩ thiên hà này, những cái tên này rất hay nhưng mà rất tiếc là không có trùng hay là không có nhiều like nên mình sẽ đặt tên là kỵ sĩ rồng nha các bạn. Giờ mình vào game luôn đây. Ôi, mình đã vào game rồi đây các bạn. Vào game giờ thì có hai công việc là tiếp tục đua Heroic và là thay tên cho con Spike này. Và sau đó là chúng ta sẽ đem nó đi đánh đấm một tí. Chứ hôm qua cái tập đang quay đánh đấm thì nó bị lỗi mất. Nên là rất tiếc là không có cho các bạn thấy được cái cảnh đó. Rồi. Đây đang bán con Freedom. Con đó hồi ngày xưa là ra chung với sự kiện con kia kìa, cái con mà đang có cái sưu tập 20 cái pháo hoa á, là nhận được á, con đó hầu ra chung luôn á, mà con đó là summon, bây giờ vẫn tiếp tục là summon, giờ là bán. Ở đây vào thẳng của Harris luôn nha. Thì hiện tại mình đang ở lab 6.1 các bạn, và lab 6.1 thì mình có xem cái bản hồi hồi búp thì ở đây là cha rồng anh là con bọ nè. Nhiệm vụ 1 cho đồng anh con bạ là 13 xẹt 14 và phải đợi 11 phút. Đó, và về nhiệm vụ tiếp theo là thu hoạch vàng là 13 trên 15 và phải đợi 20 phút thì mới hoàn thành. Ừ. Rồi, bây giờ chiến luôn. Con bạ thì đây, cho một con rồng đất ăn thôi. Từ từ bật to tiếng xíu nha. Đó. Nhả lại xíu. Rồi. Bao nhiêu con bạ? 13 trên 14 đúng không? 1. 2 con. 3 con. 4 con. 5 con. Rồi, được 5 con bạ các bạn. Level 7 bán tiếp tục cho anh tiếp. Sáu con, bảy con, tám con, chín con, 10 con. Rồi 10 con rồi đấy, 3 con nữa thôi. Không, đua không có tốn nhiều nhiều phút đâu các bạn. Còn các bạn nào mà gọi là tích để dành game thì các bạn đua cũng không cần tốn game đâu, vẫn lên được lab 15 nữa các bạn chăm chỉ. Rồi. 13 trên 14 và giờ 6 trên 15 đúng không? Đây những nhà đất đây. Đó, 7 8, chút nữa mình thu tiếp cho coi. Bây giờ đi để đổi tên con Spike này. Này. Tên của nó sẽ được thay là Kỵ sĩ rồng. À, sao nó không hiện lên cái kia? Đúng rồi, đây hiện lên rồi. Kỵ sĩ rồng đó, rồi thêm một cái biểu tượng đây nữa. Oai, quá đẹp. Ok rồi. Bây giờ chắc cho thu hoạch cút được rồi này. Đó, các bạn thấy không, vẫn lên bình thường 13 trên 15. Các bạn đợi xí này, khoảng 3 hay 5 giây là nó có ngay thôi, rất là tiện lợi luôn dành cho những các bạn nào gọi là mặc dù là cấp thấp nhưng mà vẫn có thể lay được. Đó, có được kìa. Đó ha, vẫn lên bình thường các bạn. Cho dù các bạn cấp thấp thì các bạn áp dụng theo cách đó vẫn lên bình thường. Rồi.
Vậy thì cho rồng anh hồi nãy mình mới cho từ 0 lên 13 đúng không ta? Hồi nãy good là mình thu rồi nên là mình phải bận làm một vài việc á, nên mình để dành lại để quay video cho các bạn. Xem ra thì con bọ này là nó không có lên được nữa rồi. Con bọ này mới bắt đầu tính giờ và đợi mình 1 phút. Rồi, chập nữa tính sau. Bây giờ đi combat nha. Tập sau thì mình sẽ review con này cho các bạn xem, President. Và hôm nay thì mình sẽ cố gắng like con này. Đâu, đây, like con Tentacle này. Con Ocean Law này thì mình đã có rồi. Và bây giờ mình con Tentacle này thì mình chưa có và mình sẽ cố gắng like cho nó ra. Rồi nếu mình cảm thấy nó like dở thì mình sẽ cố gắng like 5 sao luôn nha các bạn. Bây giờ thì đi đánh thôi, chỉ còn đi đánh nữa thôi. Quét. Quét thì hiện tại chỉ còn một cái quét random object. Rồi đánh Arena thôi các bạn. Arena hiện tại mình đang ở hàng hàng nãy bao nhiêu á, quên rồi. Bây giờ combat luôn. Đội hình này thì Spike Knight sẽ đánh được nè. Kỵ sĩ rồng đâu? Đây, kỵ sĩ rồng. Rồi. Chiến lộ. Đây. Có người nhắn tin các bạn ơi, kèo này canh rồi đây. Không biết đang quay video có bị đít hay không, hy vọng là không đít nha. Đó, 151 nha. Rồi con Kratos này thì để cho con pháp sư vũ trụ xử lý này. 174, tiếp tục phát nữa. Đó, 193. Rồi, Vicky thì bây giờ đến kỵ sĩ rồng có thể combat được rồi. Auto luôn. 152 nha. Đó, 157 nha. Con kỵ sĩ này thì mình chắc là cũng khá quen thuộc với nhiều bạn rồi. Vì con này hôm bữa cái sự kiện live và nó cũng là con mới gần đây. Đúng không? Rồi, combat vẫn như cũ ư? Đổi đội hình khác thử xem. À, đội hình này có Buri 5 sao. Buri 5 sao yếu lắm các bạn. 5 sao 70 cũng yếu quá sứa vậy á. Không gì phải sợ cả. Thì trận hình này vui vẻ một xí. Là mình sẽ rỉa máu con Buri, sau đó cho con kỵ sĩ nó đánh. Rồi, Manalai. À, chiêu này rất là đẹp. Manalai đi. Rồi, kỵ sĩ. Chơi chiêu nào cũng như nhau. 650 à, 79 ngàn. Thôi xong à, nấp lầm luôn. Rồi, Buri like nè. 155 ngàn. Ô, nó vẫn chưa tập. Làm phát nữa à, nãy 168 cũng đỡ đi. Rồi, tiếp theo. Này 173. Quá dễ dàng để leo rank luôn. Vì đội hình của mình đa phần là đều là 5 sao. Bạn này này đánh rồi nè, đội hình khác nào. Đây, đội hình này canh này các bạn. Canh thì canh nhưng mà vẫn đánh được thôi, bình thường, quất. Hai con pháp sư đánh với nhau nè. Pháp sư mình chấp luôn, không cho chiêu kia luôn. Thực chất thì chơi chiêu nước nó cũng không có chết được, nên chơi chiêu này đi rỉa hai máu hai lần này nó cũng chết. Hơi canh rồi, hơi canh rồi. Bây giờ nếu mà con pháp sư vũ trụ này đánh là nó sẽ bị tạch mất các bạn ơi. Vậy thời phút này sẽ đánh với con Kratos kia. Đó, 79 nha. Rồi, ra con Kratos này tạch cũng được. Rồi, sau đó là
sau 7 phần anh sẽ đánh với Mover Fantasy. Rồi, hai con đều được đem với nhau, nhưng mà con của mình đánh trước. Đằng này phải hy sinh Kratos rồi. Lại đội hình cũ, đổi đội hình khác nha. Anh bạn này thì quá dễ dàng đánh hiếp. Cầm nhạn rồng ra. Ok. Bye. Nhạn rồng của mình có thể primer các bạn, nên nó rất hay được đi đánh. Bây giờ tập này thì mấy con này để cho kỵ sĩ rồng của chúng ta xử lý đúng không? 77 nha. Đem nó tầm đó thôi các bạn. 74, nó lớn hơn 72.000. 72.000 là một con Heroic cấp 40 E cộng. Đó là nó sẽ được 72.000. Và khi một con rồng Legend cấp 9 mà 5 sao thì nó sẽ gọi là thường xuyên đem một phát chết một con Heroic. Chết một con Heroic, một con Heroic 40 E cộng. Đội hình này thì con phép sư vũ trụ mình có thể đánh được con Pyrotechnics. Và con Epic này thì để cho con phép sư vũ trụ làm phát. Vậy thì con Melium, Melium thì Spike Knight đánh được. Thì bây giờ mình cần một con có thể lá. Một con có thể lá để đánh với con kia. Con hệ ngự lâm quân này sẽ đánh với con Epic. Ok. Bên bạn được đam trước kìa. Quốc 199 nha. Cái này là để Spike Knight xử lý nè. Spike Knight quýnh phát 141 nha. Rồi nấp vô, nấp vô cho con Epic nó có đam với con Spike Knight các bạn. Rồi bây giờ căng. Rồi sau đó cầm Spike Knight ra. Hợp lý không? Đó, quá hợp lý luôn. Mình vẫn giữ bảo toàn tính mạng cho ba con rồng và vẫn thắng được. Vì team bạn có điểm yếu. Rồi, đội hình khác nào. Đội hình này, ok, đội hình này cho Spike Knight đi làm loạn. Đội hình của đội bạn khá yếu mà. Level 40 thôi. Có 1 sao, 2 sao, 3 sao gì đó. Ai, ủa chưa tắt. Một phát đam. Con gì ra đây? Hên. Chưa đất gì dặm được có một đam à. Không sao, vẫn chiến tốt. Rồi. Mở rương nha các bạn. Ta cùng mở rương thử trong này cái gì. Bây giờ nhấn lộn chữ ranking rồi. Rồi mở rương. 1 1 2. Rồi có vẻ như phía sau không ngon rồi. Được đây và đấy. 25 mảnh luôn các bạn. 25 mảnh là số mảnh mát rồi đấy. Mát của một con ngẫu nhiên của một con rồng đấy. Cũng khá ngon. Hiện tại thì đang có cái gọi là con này. Con này mình có rồi à. Epic tưởng con Legend chứ. Đấy các bạn, hiện tại đang có cái Empower. Empower giảm giá thời gian là summon và năng sao. Empower này thì sau khi nâng sao con Hayabusa này, mình nghĩ là mình sẽ nâng con Boulder lên các bạn. Boulder lên vì bây giờ cần nâng một con nào đó mà có số lượng sao lớn để được cái giảm giá thời gian đó. Sau đó mình sẽ nâng con Boulder nha. Còn 6 tiếng nữa là con Hayabusa được một sao kìa. Tập sau có khả năng là mình sẽ làm con Hayabusa cùng với con này luôn để cho nó có cái chỗ trống, có chỗ trống một xí để mình
tham gia sự kiện Do Hear It. Rồi, tạm biệt các bạn.